thể đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, ngoài rất nhiều công dụng trong cuộc sống như làm gia vị sát khuẩn, thì theo phong thủy, muối còn được ví như một loại bùa giúp để xả xui. Chẳng thế mà từ lâu người Việt ta đã có phong tục đầu năm mua muối như một điều cầu may mắn cho năm mới, để gia đình luôn được hạnh phúc, bình an, làm ăn phát đạt. Các chuyên gia phong thủy tiết lộ, đúng ngày 23 tháng chạp chỉ cần rắc một nắm muối vào đúng chỗ này để xua đuổi tà khí, hấp thụ năng lượng tích cực, đón rước tài lộc, may mắn vào nhà. Chi tiết sẽ có trong video ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi. Dùng muối để hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình là một vũ khí phong thủy hữu hiệu từ nghìn đời nay. Cách dùng muối để xua đuổi tà khí đón vận may ngày 23 tháng chạp được thực hiện như sau. 1. Rắc muối trước cửa nhà đuổi vận đen. Đêm ngày 23 tháng chạp, bạn có thể thử cách xua đuổi âm khí, đuổi vận đen bằng cách rắc muối trước cửa nhà. Vì theo quan niệm dân gian, nguyên nhân bạn hay gặp những chuyện xui xẻo là do âm hồn đi theo quấy phá. Vì vậy, rắc muối trước cửa để tẩy xua đuổi vận đen, trấn giữ không cho các âm hồn xâm nhập vào nhà và quấy phá, làm bạn gặp chuyện không may mắn. 2. Rắc muối lên đĩa chanh. Ngày 23 tháng chạp, đặt một hoặc ba quả chanh cắt tư trên một cái đĩa và rắc thêm ít muối vào trong. Đặt đĩa dưới gầm giường trước khi đi ngủ hoặc đặt cạnh giường. Khi thức dậy sáng hôm sau, đừng đụng vào chanh mà hãy đặt chúng vào một cái túi ni lông và ném chúng ra khỏi nhà. Làm điều này 3 ngày liên tục là bạn đã loại bỏ hết nguồn năng lượng xấu trong nhà. Mọi việc từ nay trở đi sẽ đều thuận lợi như ý. Quả chanh có khả năng cầu tình duyên mà không phải ai cũng biết. Theo đó, nếu bạn đang gặp nhiều chuyện trắc trở, muốn tìm được ý chung nhân hoặc hóa giải các vấn đề tình cảm, thì hãy đặt một cái bát đựng ba quả chanh cạnh giường, đổi quả khác khi chúng chuyển sang màu vàng hoặc đen. Cứ như vậy trong một thời gian ngắn sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Ngoài ra, muối trong phong thủy còn có thể phát huy tác dụng rất tốt theo các cách như sau. Đặt bát muối trong nhà xua đuổi âm khí. Bạn có thể xua đuổi âm khí, hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình lâu dài bằng cách đặt bát muối có chứa tiền xu trong nhà vào dịp đầu năm. Vì theo phong thủy, muối kết hợp với nước và đồng tiền kim loại sẽ tạo nên các phản ứng giúp tẩy rửa và tiêu tán năng lượng tiêu cực, hiệu quả nhanh chóng, thu hút may mắn, tài lộc vào nhà. Cần lưu ý, vị trí cực vượng để đặt bát muối vào là tùy vào mong muốn của bản thân. Nếu mong muốn giàu có thì đặt ở góc nhà, cung tài lộc hướng đông nam. Nếu mong gia đình luôn ấm êm, nhiều sức khỏe thì đặt bát muối ở cung gia đạo hướng đông. Còn nếu xua đuổi tà khí cho cả năm thì làm theo hướng dẫn như sau. Chuẩn bị một bát hoặc ly thủy tinh, tiếp theo cho muối đầy 3/4 bát, rồi đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn lên trên mặt. Lưu ý đặt mặt dương có ký tự khác của xu ngửa lên trên, sau đó bạn hãy cho nước từ từ và đặt bát lên một miếng vải lót. Lưu ý trong suốt một năm để yên tại của một vị trí và không che miệng bát, cũng không ai trong nhà được dịch chuyển, đụng chạm bát muối vì việc đụng chạm sẽ làm cho năng lượng tiêu cực đã được hấp thụ sẽ bị phân tán, mang lại những điều không may cho gia chủ. Và cần nhớ việc này nên làm âm thầm, không nên khoe khoang cho người ngoài biết. Đến ngày cuối cùng của năm, gia chủ mới được phép đổ bát nước muối đựng đồng xu này. Trước khi sang năm mới, gia chủ nhất định phải bỏ bát muối phong thủy cũ đi và thay bằng bát mới. Không để qua năm vì nước muối và đồng xu cũ đều tích trữ nguồn năng lượng tiêu cực của cả một năm, giữ lại sẽ làm hao tổn may mắn của gia chủ trong năm mới. Và đây là một điều cấm kỵ trong phong thủy. 2. Tắm nước muối xua vận đen. Ngoài ra, bạn có thể xua đuổi âm khí bằng cách tắm nước muối. Tắm nước muối giúp cuốn trôi hết mọi đen đủi, vận hạn sẽ được hóa giải nhanh chóng. Rất đơn giản, bạn lấy 7 muỗng muối hòa vào nước, sau đó dùng nước này dội từ trên đầu xuống. Bên cạnh đó, bạn có thể tắm muối giải, giúp da dẻ sạch sẽ, thanh lọc cơ thể và mang may mắn, tinh thần thoải mái hơn. 3. Ném muối qua vai trái. Bạn có thể ném muối giải xui xẻo bằng cách cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Nếu là nữ giới thì bạn phải lưu ý cho nắm muối vào tay phải. Nếu là nam giới thì cho muối vào tay trái. Hết sức lưu ý để không bị nhầm lẫn, vì ném qua vai phải sẽ khiến xui xẻo mang lại gấp đôi. Quý vị thân mến, trong văn hóa tâm linh, đằng sau cái chết sẽ là sự tồn tại của một sự sống mới ở thế giới bên kia, dưới một hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với người đã khuất nơi suối vàng, con cháu sẽ dâng lên lễ vật hàng ngày đầy đủ, đặc biệt ngày 23 tháng chạp, gia chủ hãy đặt hũ muối, gạo và nước lên bàn thờ.
Vậy vị trí đặt hũ muối gạo nước lên bàn thờ như thế nào là chuẩn nhất? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Hũ gạo muối trên bàn thờ gia tiên có ý nghĩa gì? Trong một bộ đồ thờ gia tiên, đầy đủ hũ đựng gạo, muối, nước hay còn gọi là đài thờ bằng đồng hay chóe thờ. Thông thường, ba chóe thờ sẽ thường đựng muối, gạo và nước sạch. Đây là ba thứ không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Muối, từ ngàn đời xưa, muối đã là tài sản quý giá, tượng trưng cho ý chí trong sạch và mạnh mẽ. Chóe thờ đựng muối để mong muốn cuộc sống sạch sẽ, no đủ, hưng thịnh. Gạo được coi là hạt ngọc của trời, là nguồn lương thực chính để nuôi sống con người. Lúa gạo là của cải, là cảnh sung túc do trời ban và là sự kết tinh nguyên sơ. Đặt chóe thờ đựng gạo là một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những vị thần đã ban cho chúng ta một nền văn minh lúa nước. Nước mang đặc tính trong sạch, thanh cao và thuần khiết. Con người có thể thiếu ăn, thiếu mặc nhưng không thể nào thiếu nước sạch. Nước là nguồn tài nguyên cần thiết nuôi dưỡng vạn vật. Đặt chóe thờ đựng nước để ước nguyện lòng thanh tịnh, tâm tĩnh lặng, yêu thương. Đặt vị trí hũ gạo, muối trên bàn thờ chuẩn nhất. Vị trí hũ gạo muối trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên và bàn thờ thần tài. Vị trí đặt hũ gạo muối trên bàn thờ đặt theo văn hóa truyền thống và như thế nào là phù hợp? Hũ gạo muối có thể được đặt chính giữa hoặc ở bên trái, bên phải của bàn thờ. Việc sắp xếp và đặt vị trí hũ gạo muối trên bàn thờ phải đúng cách thì mới mang lại ý nghĩa và những điều may mắn cho gia chủ. Vị trí đặt hũ gạo muối nước tùy thuộc vào kích thước bàn thờ theo phong thủy và đối tượng thờ cúng. Nếu là bàn thờ Phật thì chỉ cần một hũ nước sạch thể hiện cho sự thanh tịnh. Nếu là bàn thờ gia tiên thì nên đặt 3 hũ muối, gạo, nước hoặc một cặp muối, gạo thôi là được. Gia chủ có thể đặt 2 đến 3 chóe ở phía nước bát nhang bằng đồng. Nếu có 2 chóe hũ bằng đồng có nắp đậy thì một chóe đựng gạo, một chóe đựng muối, một chóe đựng nước, một chóe đựng muối. Gia chủ có thể sắp xếp 3 hũ gạo muối nước theo hình hàng ngang hoặc hình tam giác. Thứ tự sắp xếp sẽ là hũ nước ở giữa và 2 hũ gạo muối sẽ là ở hai bên. Gia chủ đặt 3 hũ gạo muối nước tại vị trí phía trước bát hương và sau mâm bồng, mỗi chóe thờ cách nhau khoảng 5-8 cm. Còn nếu là bàn thờ thần tài thì đặt 3 hũ gạo muối nước phía sau bát hương ở giữa ông địa và thần tài xếp theo hình tam giác. Những lưu ý khi đặt hũ gạo muối nước trên bàn thờ. Tùy theo kích thước bàn thờ và cách bài trí đồ thờ cúng để gia chủ chọn hũ gạo muối có kích thước phù hợp, gia chủ nên chọn gạo ngon, nếu ở quê thì chọn gạo mới, nước sạch, muối sạch để làm vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ. Nên chọn những chóe thờ bằng đồng được làm từ chất liệu tốt nên có thương hiệu rõ ràng. Chóe thờ bằng đồng nên được trang trí hoa văn bắt mắt như long, phụng, trúc, mai. Chóe thờ bằng đồng dùng để thờ cúng cần được chọn riêng để đảm bảo được tính linh thiêng, trang nghiêm trong việc thờ cúng thì gia chủ không được dùng chung với các sản phẩm khác trong gia đình. Nên chọn chóe thờ bằng đồng có thiết kế miệng nhỏ và phình to ở giữa. Điều này mang ý nghĩa phong thủy như hút tài lộc, may mắn cho gia đình. Nếu thờ cúng vật phẩm gạo muối nước trên bàn thờ thì bao lâu nên thay một lần? Ba hũ gạo muối nước thay mới vào dịp nào? Thời gian thay hũ gạo muối nước tốt nhất là khoảng 2 đến 3 tuần hoặc 1 tháng một lần là tốt nhất. Quý vị thân mến, trên đây là một số mẹo dùng muối xả xui, thu hút tài lộc và may mắn mà quý vị có thể áp dụng thực hiện vào đêm 23 tháng Chạp sắp tới. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy, tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.